kill. Kill, 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 kill. He's coming in. Cái xe đâu rồi? Em sợ thông tin sai nè. Em xe xe đâu rồi? Xe xe ơi. Ra đây xe xe. Ra cho em xả thông tin sai xe xe ơi. Rồi. Rồi. Chết rồi xe xe ơi. Em xả ruột giấy rồi. Em xả ruột giấy rồi xe xe rồi. Chết xe xe rồi. Chết xe xe rồi. Chết xe xe rồi xe xe ơi. Em xả. Đừng có giật chị con. Sao kỳ vậy? Xe đi chơi, chim ăn hết xe ha. Sư phụ không có cho xà đi đâu. Đó, xà quậy quá, sư phụ không cho xà đi đâu. Rồi có ở trong nhà đi con. Có ở trong nhà đi nha. Đó, xe trong nhà đi xe xe. Còn hồi sư phụ không có cho xà đi đâu. Mọi người cho chim ăn mà sư phụ cho xe xe đi à. Xà quậy quá mà. Nhớ không? Cái xà quậy quá, sư phụ bực mình à. Cái xà quậy quá. Không cho xà đi đâu. Họ sư phụ đi cho chim ăn, sư phụ cho xe xe đi. Đi đâu sư cũng đi theo trơn vậy. Đi vô nhà đi. Đi. Sư phụ đi cắt rau. Phụ đi cắt rau, đi đi. Đi nhà đi. Để sư phụ đi cắt rau con. Sư phụ cắt rau, sư phụ bán, sư phụ lấy tiền nuôi con. Nghe không? Sư phụ mua bánh cho nuôi đồ cho sợ ăn nha. Nghe không? Thank you.
chi mà không yên được chút nào hết trơn vậy ta? Đó, coi 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 đó. Coi đó. Không yên được chút nào hết trơn đó mọi người ơi. Ê xà đừng có phá có sư phụ nghe không? Nghe không con? Biết không? Ê phụ cắt rau sư phụ phá sư phụ mua bánh mua đồ ăn cho con ăn biết không? Con quậy sư phụ là sư phụ giận á biết không ê xà? Ê xà ngoan lắm đó mọi người. Sáng là sư phụ đi đâu là sợ theo đó vậy đó. Ai sao đâu ơi? Ai sao bữa nay đâu ơi? Đâu ơi? Thôi, ai sao để vô nhà sao đi, cho sư phụ làm thế được không? Ai sao chấp nhận không? Chứ sư sạc có theo quậy sư phụ hoài sao sư phụ làm? Phải không? Ai sao để vô nhà sao đi, đi, đi. Bà Hà có sư phụ. Sư phụ đạp ạ. Đi. Đi ra nhà sao? Đi. Đi ra nhà sao cho sư phụ lập. Đi con. Đi go go go. Go 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 go. Go 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 go. Go go go. Go go. Hay là hãy ở cái sư phụ. Đi ra nhà sao đó cho sư phụ lập. Để lên. Đó. Sáng thức dậy là phải làm đó mọi người. Thấy chưa? Nó thứ hai là ngày nghỉ cái ốp đó.
đi con, đi đi. Đi ra nhà sao sao? Nói thứ hai là ngày nghỉ mà cũng phải làm. À, vì quế nó trậu quá rồi. Đi con. Ôi con chạy tiêu hết trơn mấy cái rau của sư phụ ơi xã ơi. CC thử à, sư phụ cuộc con lại không? Thôi sư phụ đừng cuộc nữa đi. Cuộc hoài tội nghiệp con á sư phụ ơi. Nghe không? Xê xê trong nhà kìa, tội nghiệp xê xê kìa. Xê xê trong nhà kìa, con thấy không? Xê xê đâu rồi? Chạy ra con. Chạy ra xê xê, thấy thì xà trở vô à. Cái xà làm gì mà xê xê ghét quá trời à. Cái xà làm gì mà xê xê không ưa sao bộ. Cái xà nó cóc xê xê hoài. Cái xà chóc xê xê hoài, xê xê không ưa. Cái chốc xê xê. Hẹn con xê xê. Con lấy cái cây của sư phụ đâu rồi hả? Cái cục của cái quay phim sư phụ con nghe con than dục đâu rồi? Sư phụ đi kiếm chết cha luôn nè. Biết không? Thôi con đi ra làm sao đi. Con quậy quá đi. Đi. Sao mà sư phụ đi làm? Sư phụ nhốt sao lại? Quậy quá. À, đồ sư phụ mới mua ngày hôm qua nè. Con quậy cho bể đồ sư phụ đi nè. Ai xé đây? Ai xé cái kiến này của sư phụ đây? Ai là tối xé hả? Con á sư phụ. Con á. Phá vậy đó nè. Bởi vậy sao biểu thả ra được đó, coi đó. Đồ của sư phụ làm nghe không? Không có xé tùm lum sư phụ đập nghe không? Nè cho anh cục nè. Từ từ. Con từ từ đi sư phụ cho. Leo lên cái đu nằm đi. Leo lên cái đu nằm đi. Như tối leo lên ngủ vậy đó. Đây nè. Leo lên cái đu nè. Đó. Cho cái đu đó. Đó. Leo lên. Leo lên. Đó. Nó không. Quỷ quá mà. Đó. Ăn đi nha. Ăn cho mau lớn đỡ quậy nha. Quậy quá bà con. Con có phá đồ sư phụ nghe xà. Sư phụ mới mua mắc tiền lắm đó nghe con. Con phá đồ sư phụ tùm lum hết trơn à. Con có phá nghe không? Để thứ tư mấy chú mới làm nữa nghe không? Rồi nó mua về mà nó đè, nó xé mấy cái mũ. Rồi, ở xã sao đi sư phụ, là trước sư phụ làm á. Phá quá. Đúng rồi, chó con. Chó con mà. Mới có 3 tháng à. Nó quậy trời long đất lở. Cái chuối chuẩn bị chết nè. Cái chuối này 2 tháng nữa là đai. Đai là sang năm mới lên lợi đó. Cái gì thấy không? Nó đâu có kịp ra buồn nữa đâu.
Vậy là chuẩn bị ra buồng thì lại là mùa lạnh tới rồi. Nó trồng cái chuối mà không có buồng kịp thì lạnh tới rồi. Cây hoa dừa nè, nhớ quê hương không? Đó, cây hoa dừa. Cây hoa dừa, cây ngòi gai, cây quệ trắng, đó. Nè, ớt nè, tôi trồng giống như quê hương vậy đó, ớt cái ông đó. Đậu bắp bên nay cũng bắt đầu từ từ nó cũng xuống rồi, thấy không? Hôm nay từ từ nó cũng xuống màu rồi. Nay từ từ cái gì nó cũng bắt đầu nó xuống màu rồi mọi người ơi. Mùa thu đã chuẩn bị trôi qua rồi. Mùa thu chuẩn bị trôi qua. Có gì thấy tôi cắt cỏ đẹp không? Đó, chuẩn bị miếng đất bên đây nữa nè. Miếng đất bên đây sang năm mà trồng mệt nghỉ luôn đó. Thấy không? Luôn cả miếng đất sau nữa. Đó, nhà này là trong vòng nửa tháng nữa là xong rồi đó. Thuộc về của Phật tử chứ không phải của tôi nha. Nhưng mà của tôi quản lý á. Chưa. Dạ đúng rồi, sống ráng thảnh thơi. Bớt muốn biết đủ là thảnh thơi quý vị à. Ô. Oh. Sáng đi cắt quế tại tới 11 giờ mới giao. Cho nên kệ làm từ từ. Làm từ từ. 11 giờ mới giao lận. Sư phụ nhốt rồi, sư sê ơi. Sư phụ nhốt ấy xà rồi. Sư sê đừng có lo sợ nữa nghe không? Sư phụ nhốt rồi biết không? Sư sê cũng không vừa đâu. Cũng khiêu chiến nó hoài à. Biết không? Cái đuôi cục quá, cái đuôi cục đó. Sư sê không vừa đâu sư phụ ơi. Trời ơi, sư sê nhỏ con, sư sô và sư sô. Sao không nhỏ có là sẽ sửa đẹp mà đó sao bộ. Cái đuôi cục quá, đuôi cục quá ghét không. Đuôi cục quá ghét quá sao bộ. Rung đi, rung cái đuôi đi, rung đuôi cho sao bộ coi coi. Rung đuôi lên. Tỏ dễ mừng vui coi. Rung đuôi. Không muốn nói cái gì. Tỏ dễ mừng vui coi. Rung đuôi cho sư phụ coi. Nè nè, sư phụ mở cửa cho vô nè. Tỏ dễ mừng vui coi. Rung đuôi. Đó, rung mạnh lên. Rung mạnh lên, tỏ dễ mừng vui đi nè. Rung mạnh lên. Cái đuôi con cục mà sư phụ ghéo quay. Sư phụ chọc quê cái đuôi cục của con quê ơi sư phụ ơi. Sư phụ chọc quê cái đuôi cục con quê. Nói đi, mở miệng nói đi, để con muốn vô nhà. Nói đi, vô nhà. Đúng là giờ mà tức, không biết làm sao nó vô rồi. Thôi đi, vô nhà. Nói đi, chưa mở cho. Ghét không mở luôn. Nói đi. Thôi nè, chạy vô đi, cho ngủ đi. À, chứ đuôi cục mất ghét không? Mất ghét không? Mất ghét không?
Để Phật đi, các vị sát Phật đi các vị. Đã thấy dễ thương không? Dễ kính không? Sáng 2 mấy trầu đầu bắp, thấy không? Sáng là 2 mấy trầu bắp, mấy trầu bắp rồi đó. Thấy chưa? Được mấy trầu bắp rồi đó. Nay ăn đậu bắp. Nhưng mà bữa nay ngày 30 tháng 7 như có Phật tử điện cho bún riêu gì đó. Bữa nay chắc ngày ăn bún nguyên ngày rồi. Ăn bún rồi. Đẹp không? Rồi, nó sẽ ngủ đi đó, phải không? Ngủ nữa. Già là ngủ hoài. Ngủ hoài. Mai mốt đi ngủ giấc ngủ ngàn thu. Mai mốt phải vô ngủ giấc ngủ ngàn thu. Giờ này ngủ hoài. Thế buồn á, thế buồn. Ráng thì ngày mai sư phụ cho con đi thăm bà chủ con nghe. Nghe không? Ừ, dạ đi. Mai sư phụ vòng cho con đi thăm bà Linda nghe. Linda, thăm ông chủ con luôn. Hai ông bà giờ ở chung một phòng rồi, con biết không? Nhưng mà con không có chỗ rồi. Con không có chỗ rồi, cho nên phải ở sư phụ rồi. Nó liếc lên nhìn, thấy không? Mày không có chỗ rồi. Chỗ hai ông bà ở, con không có chỗ rồi. Tụi thánh đi, tụi thánh đi, không đi, không đi. Không có chỗ rồi. Rồi tôi đi làm, giỡn chút cái thôi cho xả stress rồi giờ đi làm. Đi làm nghe không?